này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô nguyện để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập hư không để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô sở hữu để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô sanh vô diệt để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập vô nhiễm vô tịnh để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập chân như để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp giới để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập pháp tánh để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh chẳng hư vọng để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện nếu đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập tánh chẳng đổi khác để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì đó là đại bồ tát liên tục tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí để tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa.